Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD được gọi là Quốc dân. Đây là một trong những chiếc đầu CD được đông đảo các audiophile ưa chuộng. Về hình thức, chất âm rồi là cái giá tiền, nó vô cùng phù hợp với nhiều các bác chơi audio hiện nay. Chiếc đầu CD Acouphase DP55V này là một trong những chiếc đầu CD vừa chạy được chức năng CD và làm được cả DAC, rất là hay luôn. Chiếc đầu này có thể kết nối từ các thiết bị bên ngoài vào như TV xuống hay từ máy tính vào. Vô cùng giải mã qua chiếc đầu này, vô cùng là hay. Chiếc đầu CD DP55V này là hàng đẹp xuất sắc và hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và bây giờ em sẽ quay một vòng và sau đó em sẽ test mở máy, cũng như để quý vị và các bạn cùng tham khảo cái mức độ đẹp của chiếc đầu này nhá. Về hình thức bên ngoài thì các bác đã biết rồi, rất đẹp luôn. Em sẽ đưa máy lại gần và để các bác cùng trải nghiệm nhá. Đầu CD Acouphase DP55V với cái thiết kế là cái khay, phần khay đĩa phía trên này và cái mặt đồng hồ ở phía dưới, luôn luôn hãng luôn luôn là một cái biểu tượng Acouphase ở chính giữa đây, và bên đây là cái phần báo bài và bên này là phần nhảy bài và số dây đó. Đây là nút power ở chiếc đầu CD DP55V này, rất đẹp luôn. Đó, đầy đủ khiển dây nguồn theo máy. Đó, vô cùng là đẹp. Và đây là cái khiển đi theo chiếc đầu nha các bác. Đó, các bác dùng giải mã, các bác bấm vào CD Block đây. Đó, nó sẽ chuyển đổi sang chức năng chạy CD hay giải mã cho các bác. Đó, bên Japan. Em sẽ test qua cái phần cơ của con này. Đó, phần cơ thì rất là mượt mà rồi, em đang chạy bằng cái đĩa rất đều thôi. Đó, đĩa này chỉ có mấy nghìn thôi. Những dòng này thì nó chạy đĩa rất là ổn định và mắt đọc rất là tốt luôn. Đó, các bác nhìn không? Gọi là buông tay là đọc luôn. Đó, em sẽ lách bài nhá. Đó, khi các bác thử đầu CD thì các bác hãy nên bấm nhảy cóc bài thì nó sẽ các bác kiểm tra được cái mắt là nó có khỏe hay không. Đó, khi mà mình bấm nhảy cóc liên tục như thế, những mắt yếu thì nó sẽ hiển thị là gần như nó sẽ loát lâu hơn là những cái mắt khỏe. Đó, chiếc đầu này thì rất là đẹp. Khi chiếc đầu này sản xuất được mấy chục năm rồi mà các bác nhìn như mới tinh luôn. Đó, và bây giờ em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay một vòng để các bác cùng trải nghiệm. Vết này là vết cái giấy dính thôi. Đó, rất là mới. Đây là lắp sơn màu ghi nha các bác. Đó, và đây là phía sau của chiếc đầu CD Acouphase DP55V. Chiếc đầu CD này, đây là cái phần digital input, là cái đường tiến thị đầu vào. Đây là cái đường Coxian, đường đồng trục nha các bác. Các bác có thể cắm vào đường vào, nó sẽ giải mã qua chiếc đầu này. Và đây đường ra, đường Coxian ra và Optical ra. Còn đường quang này thì các bác có thể kết nối với TV xuống hoặc máy tính vào, đều được hết. Đó. Ngoài cái rắc đường ra là ngoài cái rắc RC2 còn có rắc XLR đây. Đó, XLR là rắc 3 chân. Acouphase DP55V. Và 15W tiêu thụ điện năng bên Japan. Và bây giờ em sẽ tháo cái máy để anh em ta cùng trải nghiệm cái mức độ mới của chiếc đầu này nhá. Chiếc đầu Acouphase DP55V này, giá hiện tại em đang giao lưu với quý vị, giá là đi 49.500.000. Đó, thời điểm này giá rất là tốt. Có những cái thời điểm mà những chiếc đầu này nó khoảng tầm 52, 53, 54 triệu. Đó. Hàng em bán thì em luôn luôn sẽ quay cận cảnh và chi tiết, thậm chí là tháo hết cả máy móc ra để anh em ta cùng trải nghiệm chiếc đầu hoặc là chiếc đôi loa. Và ngoài ra em còn có những cái
Bác nào mà có yêu cầu cần tháo máy thì các bác cứ ở em thì em sẽ hỗ trợ nếu mà có thể. Em đã tháo máy xong và bây giờ xin mời quý vị và các bạn em cùng trải nghiệm cái chiếc đầu CD Aquaphy DP 55V này. Lắp lắp rất kín mà nhưng vẫn còn bụi nha các bạn, vẫn còn có bụi. Cái bụi thì nó có thể là bay được khắp nơi. Vâng. Đây là cái phần máy của chiếc đầu CD Aquaphy DP55V. Đó, các bạn nhìn xem cái cấu trúc hoạt động của phần cơ nhé. Đấy, rất là êm. Đó. Đây là cái phần vỉ đường da của XLR đây. Đây là cái vỉ da của RCA và XLR. Tất cả những cái vỉ thì nó đều sẽ có những cái chữ của hãng luôn. Đó. Máy thì rất mới, mấy chục năm rồi nhưng mà cái dòng này chạy thì vô cùng là ổn định và rất là ngọt, rất mượt. Đó. Đấy, em đã quay cận cảnh cũng như chi tiết để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ xấu đẹp của những dòng sản phẩm này. Thì bên em bán thì luôn luôn cố gắng sẽ quay rõ nhất, chi tiết nhất mọi sản phẩm để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Vâng, video và đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.